mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Con vật chết thảm. Ngày nọ, Lộ Cư Sĩ và Tiểu Mẫn dùng chai xong, từ trong tiệm cùng bước ra ngoài, thì đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một khối trăng trắng trong vũng nước, hình dáng không rõ. Họ liền tiến lại gần để xem và sợ đến giật nảy mình. Té ra đó là thi thể một con bồ câu, nhưng cảnh nó chết bi thảm nhìn khiếp đến nỗi nổi da gà. Ngoại trừ chút xương trên lưng và đôi cánh còn nguyên vẹn ra, toàn bộ đều chẳng còn gì. Hai cư sĩ sinh tâm xót thương, bèn lấy giấy bọc thi thể nó lại, tụng chú vãng sinh xong thì đem chôn ở bồn hoa gần đó. Sau khi đến dự pháp hội, Lô cư sĩ tình cờ nhắc đến việc này. Ai cũng bảo đây ắt là báo ứng nhân quả mà. Đúng vậy, tôi bỗng nhìn thấy rõ, chiêu cảm cái chết thảm như thế là do nhân ác đời trước nó đã gieo, xảy ra vào thời kỳ Thế chiến thứ hai. Có một anh lính Đức đảm trách việc chôn thi thể những nạn nhân Do Thái bị hại. Trong đây có một thi thể còn thôi thớp thở, hai cánh tay cứ đưa ra cứng đờ. Anh lính này nhìn thấy khó chịu, liền nghĩ ra một cách tàn nhẫn, đổ xăng lên củi mồi lửa đốt cháy thi thể nọ. Chưa đầy một lát, cái thây kia bị thiêu hết, chỉ còn hai tay và xương đầu, trông rất thảm. Bởi anh lính Đức lúc đó trồng ác nhân, nên sau khi chết rồi thì đọa ác đạo, đời này thì sinh làm bồ câu. Trong lúc đang đi tìm thức ăn đã bị một con mèo rừng chụp bắt ăn thịt, chỉ còn chừa lại đôi cánh. Con mèo rừng này chính là người Do Thái từng bị đốt thay trong quá khứ. Nhân quả chân thực không dối. Ngày đây tôi thành thật khuyên các độc giả không nên tạo nghiệp sát sinh, cần phải giữ lòng thiện, xót thương chúng sinh khổ, mau sớm ăn chay học Phật để chống lìa khổ được vui. Giải thích thêm: lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó thoát, thiện ác cuối cùng rồi cũng báo. Chớ thấy ác nhỏ mà làm, chớ cho thiện nhỏ mà không làm. Nếu trong thế gian nhiều người tin Phật, học Phật, y giáo phụng hành, thì dân gian sẽ giảm rất nhiều tai nạn khổ đau.